những gian hàng của Channel. Hiện tại thì mình đã có mặt ở một khu vực vô cùng đông đúc và sầm uất tại khu vực Serpong tên là G-Town Square. Và hôm nay mời các bạn cùng mình khám phá khu vực này nhé. Mù mịt khói luôn các bạn, tại vì rất là nhiều những gian hàng bán đồ nướng. Lúc này đây thì mình đang có mặt tại một quầy bán đồ nướng theo phong cách Hàn Quốc nha các bạn, nó có tên là Dakso Jin. Ở đây rất là đông hành khách đứng đợi. Một cây xiên quay như thế này thì có giá là 40.000 rúp nha các bạn. Một quán nữa rất là đông đúc các bạn. Quán này chuyên bán về đồ ăn đường phố Thái Lan. Nó bán như kiểu là đậu đu đủ rồi hải sản nướng các kiểu, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Này vẫn còn rất là nhiều quầy hàng đây các bạn. Phía trước mặt mình là một quầy hàng bán trà sữa nước. Nhìn chung thì ở bên trong đấy người ta cập nhật trend đồ ăn cũng khá là nhanh, nên là không cần đi đâu xa, chỉ cần vào trong đây thôi các bạn. Và trong đây thì cũng đã có rất là nhiều các sự lựa chọn khác nhau rồi. Việc vô cùng đơn giản luôn các bạn. Tuy nhiên là ban nãy thì mình gặp phải một kiếp nạn, đó chính là đi vòng vòng mấy vòng liền nhưng mà không thể tìm ra được một cái bàn trống nào luôn các bạn. Cái điều này thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì khu vực này rất là đông luôn á. Nhưng mà may thay thì bây giờ mình đã tìm được rồi, không thể chờ lâu nữa, mình sẽ thử ngay vào luôn nhé. Bây giờ mình sẽ thử trước món thịt xiên que nha các bạn. Cái thịt xiên que này thì cực kỳ lớn luôn ý. Cầm vào mà cái xiên cũng gãy luôn các bạn. Và thịt ở đây thì cắt rất là dày. Để mình đưa gần hơn cho các bạn xem nha. Thịt miếng thịt vô cùng mọng nước luôn. Và thật sự mà nói các bạn, mình cầm mà muốn gãy cái cây luôn á. Họ cho rất là nhiều, chắc cũng phải 200g. Mình cũng không chắc nữa. Bây giờ mời cả nhà nhé. Mình gọi là ngập mịt, mình gọi là ngập miệng luôn các bạn. Miếng thịt vô cùng mọng nước, ướp rất là đậm đà, rất là thấm, rất là ngon luôn các bạn. Mình thấy bỏ ra 40k mà mua một xiên thế này thì rất là đáng luôn á.
cái thịt xiên này thì có vị chua nhạt nha cả nhà, có vị chua nhạt của mayo, rất là mọng nước, ướp cùng với riềng thì phải, ngon quá. Rất là ngon luôn các bạn. Ở trong đây á, mình thấy cả chất lẫn lượng luôn, thịt cho rất là nhiều và đồ ăn thì rất là ngon luôn các bạn. Mình nghĩ là với sức của mình nha, ăn một cây này á thì chắc cũng khá là no rồi. Nên là bây giờ mình xin phép thử sang món thứ hai nha. Là biến thái thì mình đều tìm mua món này, đó chính là món sụn tầm nụn đu đủ các bạn. Mùi chanh ớt rất là thơm luôn, hy vọng là nó cũng sẽ giống vị ở biến thái. Mời cả nhà nhé. Ngon. Mình chỉ có thể nói là rất là ngon luôn các bạn. Cay hơi chua nhưng mà phải công nhận là ở Indo thì mình thấy quán này á có vị giống Thái đến 90% luôn các bạn, thật sự là rất là giống ở bên Thái luôn á. Chua chua cay cay ăn đã lắm luôn các bạn. Đu đủ, đậu đũa, cà rốt, cà, dưa leo. Trong món gỏi này thì sẽ bao gồm tôm ha. Chất lượng đồ ăn ở đây thì mình đánh giá là ổn nha các bạn. Tôm hải sản thì người ta cho cũng rất khá là nhiều. Và cá nhân mình thấy á, tôm thì còn tươi nguyên luôn các bạn. Bởi vì thịt tôm còn rất là dai. Nếu như mà các bạn nào không ăn được tôm sống sashimi á, thì các bạn nhớ nói mấy anh ở quầy người ta trục cho mình ha. Ba như mình không? Khi mà ăn những món Thái như thế này á, vừa chua vừa cay, biết là vậy đó, nhưng mà không dừng, không cưỡng lại được luôn các bạn. Và nếu như mà bạn nào ăn ít cay á, thì cũng nhớ nhắc quầy ha, không thì ớt Indo sẽ làm cho các bạn hết tóc mồ hôi luôn á, thật sự là khá là cay các bạn. Đúng vậy luôn, chanh cực kỳ thơm luôn các bạn. Một tô như thế này thì có giá là 75k. Nhưng mà các bạn thấy là mình cầm cũng rất là nhiều luôn, rất là đầy đặn luôn, rất là nặng tay. Nói chung là mình thấy quán này cũng rất là ổn nha các bạn. Bạn nào mà ở khu vực Serpong, gần cái khu mà G-Town này là rất là may mắn luôn các bạn. Tại vì không những là cuối tuần nha, mà ngày nào trong tuần ở đây cũng cái không gian ăn uống cũng vô cùng sôi động nhộn nhịp luôn các bạn. Chưa kể là cuối tuần còn có ca sĩ hát. Mình không biết là các bạn có thể nghe được không. Lúc này đây thì mình cũng đang nói, cố gắng nói khá là to để át lại tiếng nhạc đó các bạn. Wow, mình rất là mong các bạn sẽ đến khu vực này nha, rất là mong luôn. Còn bây giờ mình xin phép dừng video để thưởng thức tiếp nha. Chúc các bạn buổi tối cuối tuần vui vẻ, cũng như là hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.